Thưa quý vị, vào chiều nay, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong bài phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động, vinh dự và ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tôi xung phong đi bộ đội với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng hạnh phúc. Tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, chức kia. Đến nay, thấm thoát đã gần 50 năm phục vụ cách mạng, tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, tôi luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, tích cực học tập tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, toàn tâm toàn ý, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Kính thưa Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị mới, như vừa tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước, tôi sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa,
chủ động tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Để hoàn thành trọng trách cao cả, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Chủ tịch nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. Sau đây là tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Lương Cường, họ và tên Lương Cường, ngày tháng năm sinh 15 tháng 8 năm 1957, quê quán phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, lý luận chính trị cao cấp, ngày vào Đảng tháng 7 năm 1978. Tóm tắt quá trình công tác, vào tháng 2 năm 1975 tham gia quân đội, từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011, Ủy viên Trung Đảng khóa 11. Tháng 1 năm 2011, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, Ủy viên Trung Đảng khóa 11, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Thượng tướng. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Bí thư Trung Đảng khóa 12, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020, Bí thư Trung Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ tháng 5 năm 2024 cho đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vào chiều nay ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.